Mô hình spinning top là gì? Nến spinning top hay còn gọi là nến con xoay là mô hình nến Nhật gồm một nến đơn có phần thân ngắn, chiều dài của bóng nến lớn hơn chiều dài của thân nến, đuôi nến trên và dưới dài gần bằng nhau. Spinning top con xoay là một mô hình nến có thân ngắn nằm ở giữa theo chiều dọc giữa của nến. Mô hình nến thể hiện sự do dự của thị trường, cả người mua và người bán đều không chiếm được ưu thế. Trong thời gian này, người mua đã đẩy giá lên còn người bán lại đẩy giá xuống nhưng cuối cùng giá đóng cửa lại rất gần với giá mở cửa sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh ngọn nến quay tròn có thể báo hiệu một sự đảo chiều một con xoay có thể có giá đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá mở cửa nhưng hai mức giá cần phải gần spinning top con xoay đơn giản là một cây nến có thân nhỏ và hai dâu dài thông thường hai bóng nến sẽ đối xứng tạo ra hình dáng giống như con xoay mẫu nến này có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm nhau đặc điểm chủ yếu mô hình spinning top thân nến rất nhỏ chiều dài của bóng lớn hơn chiều dài của thân nến độ dài của bóng trên và dưới phải bằng hoặc ít hơn kích thước thân nến độ dài của bóng càng lớn tín hiệu của mô hình càng mạnh màu sắc của nến không quan trọng spinning top con xoay đơn giản là một cây nến có thân nhỏ và hai dâu dài thông thường hai bóng nến sẽ đối xứng tạo ra hình dáng giống như con xoay mẫu nến này có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm ý nghĩa của mô hình nến spinning top Spinning top là dấu hiệu của sự lưỡng lự trong đầu tư bởi vì dưới dài và bóng trên không dẫn đến sự thay đổi có ý nghĩa về giá giữa lúc mở cửa và đóng cửa phe bò đã đẩy giá cao hơn và phe gấu đẩy giá xuống thấp hơn nhưng cuối cùng giá đóng cửa ở gần mức giá mở cửa sự do dự này có thể báo hiệu chuyển động đi ngang đặc biệt nếu spinning top xảy ra trong một phạm vi đã xác định nó cũng có thể báo hiệu một sự đảo chiều nếu nó xảy ra sau khi giá tăng hoặc giảm đôi khi spinning top có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng đáng kể một con xoay xuất hiện ở đầu xu hướng tăng có thể cho thấy thế bò đang mất kiểm soát và xu hướng có thể đảo ngược tương tự một con xoay ở đáy của xu hướng giảm có thể báo hiệu rằng những con gấu đang mất kiểm soát và những con bò có thể chiếm thế thượng phong trong mọi trường hợp xác nhận giúp làm rõ dấu hiệu của spinning top xác nhận đến từ nến tiếp theo nếu một nhà giao dịch tin rằng một spin top sau một xu hướng tăng có thể dẫn đến sự đảo ngược sang xu hướng giảm thì cây nến theo sau spin top sẽ là cây nến giảm nếu không sự đảo chiều không được xác nhận và nhà giao dịch sẽ cần đợi một tín hiệu giao dịch khác khi xuất hiện nến spinning top thì có nghĩa là thị trường đang ở mức trung lập xuất hiện sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong việc mua và bán vì vậy không có bên nào chiếm ưu thế điều này cũng có nghĩa rất khó để dự đoán trong tương lai giá đi theo hướng lên hay xuống vì vậy bạn không nên thực hiện giao dịch tại thời điểm này Trước khi thiết lập các điểm vào lệnh, các bạn cần xác định rõ vị trí xuất hiện của mô hình và xu hướng hiện tại của thị trường. Cụ thể, trường hợp spinning top xuất hiện ở gần đáy của xu hướng giảm, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều tăng giá. Lúc này các bạn có thể tham gia thị trường bằng cách mở lệnh buy.